Anh thấy ở ngoài treo biển tuyển thợ, anh qua anh xin việc. À, vậy đầu giờ chiều anh quay lại giùm em với, anh chủ mới vừa ra ngoài rồi. À, chủ em đi hả? Dạ, em không có quyết định được á. À, đầu giờ em? Dạ. Ok. À, anh đi nhờ nhà xin được. Dạ được anh, ở đằng sau á, anh mở cửa ra là thấy. Sự việc do camera an ninh của tiệm ghi lại. Đang là giờ nghỉ trưa nên tiệm vẫn đang vắng khách. Trong tiệm lúc này chỉ có một khách nam cắt tóc nên anh chủ muốn đi ra ngoài ăn. Em. Dạ. Coi tiệm nha, anh đi ăn cái rồi anh về. Dạ. Khi thấy anh chủ vừa đi, thanh niên đang ngồi cắt tóc có gọi điện thoại cho một ai đó đến rước. Chưa đầy một phút sau có một thanh niên khác chạy đến đậu bên ngoài tiệm. Sau đó anh ta đi vào tiệm tóc. Cô gái tưởng đâu khách nên ra mở cửa. Chào anh. Anh cắt tóc hả anh? Anh ngồi đợi em xíu, đang có khách nha. À, anh thấy ở ngoài treo biển tuyển thợ, anh qua anh xin việc. À, vậy đầu giờ chiều anh quay lại giùm em với, anh chủ mới vừa ra ngoài rồi. À, chủ em đi hả? Dạ, em không có quyết định được á. À, đầu giờ em? Dạ. Ok. À, anh đi nhờ nhà xin được. Dạ được anh, ở đằng sau á, anh mở cửa ra là thấy. Thì ra thanh niên này đến xin việc, sau đó có hỏi cô gái xin cho đi nhờ nhà vệ sinh và được cô gái đồng ý. Ủa không tắt đèn đâu vậy em ơi? Anh đợi em xíu nha. Anh đợi em xíu. Khi cô gái nghe thanh niên kia hỏi công tắc đèn nên có chạy vào trong hỗ trợ. Bất ngờ đã xảy ra khi thanh niên đang cắt tóc đột nhiên thay đổi thái độ, nhìn trước nhìn sau lén lúc như một tên trộm. Cùng xem góc quay khác coi anh ta làm gì. Chạy ngay vào quầy tính tiền kiếm tìm tài sản có giá trị. Sau khi lấy được một cái giỏ với một cái điện thoại, thanh niên mau chóng rời khỏi tiệm. Chưa đầy một phút, thanh niên kia đã dinh điện thoại với giỏ đi. Khi cô gái trở ra thì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ủa, mất tiêu rồi. Cứ ngỡ khách mình đi đâu đó nên cô ta đi tìm. Đúng lúc thanh niên đi nhờ nhà vệ sinh ra và hẹn đầu giờ sẽ quay trở lại xin việc. Anh cảm ơn nha, để đầu giờ quay lại. Dạ, giờ anh quay lại nha. Ừ. Nãy em để điện thoại với giỏ sách trong mày nè, giờ mất tiêu rồi, em tìm không thấy. Cho coi camera lại coi. Khi anh chủ về cùng cô gái kiểm tra lại camera thì phát hiện ra cả hai thanh niên kia là đồng bọn của nhau. Chúng đã thăm dò và lên kế hoạch từ trước. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật, giúp cho người dân cảnh giác những thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm.